mọi người, dạo này ai cũng hỏi tôi có tip gì dưỡng tóc hay có spa nào chăm sóc để tóc được dày và mượt như thế này không. Trời ơi, dịch bệnh tôi cũng không có đi spa gì được đâu mấy bà. Nhưng mà để có một mái tóc chắc khỏe, luôn xuân mượt thì cũng phải chăm chút lắm đó nha. Đùa thôi, cũng không có gì khó khăn đâu. Tất cả là nhờ bộ đôi gội xả thanh mộc hương này nè. Trước đây tóc tôi hư tổn vì nhuộm và tạo kiểu rất là nhiều. Đã vậy không biết còn dùng dầu gội hóa chất làm tóc càng ngày càng tệ đi. Nhưng từ khi biết tới loại gội xả có những thành phần organic như thế này thì tóc mới được cải thiện rõ ràng. Điều mà tôi rất thích ở sản phẩm nhà thanh mộc hương đó là 5 tiêu chí: không paraben, không sunfat, không silicon, không hương tổng hợp và không màu tổng hợp, nên cực kỳ an toàn cho tất cả mọi người. Đặc biệt hơn nữa là ép dầu gội này có những loại thảo dược như bồ kết, ngài thái, hương nhu, bồ hòn và các dưỡng chất khác giúp mái tóc của chúng ta chắc khỏe, bồng bềnh và xuân mượt, giúp da đầu sau khi gội trở về trạng thái cân bằng, ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc hiệu quả. Với mùi thơm từ các thành phần thảo mộc còn đem lại cảm giác thoải mái, thư giãn rất là nhiều. Trong lúc gội thì da đầu có cảm giác mát lạnh, bọt rất là mịn, mùi thơm nhẹ nhàng chanh xả, thoải mái lắm, cảm giác như đang được gội đầu ở spa vậy á mọi người. Xài em này riết rồi khỏi cần ra tiệm, vừa tiết kiệm vừa đỡ dịch bệnh luôn nè mấy bà. Tới em dầu xả này cũng đỉnh lắm luôn, với công thức đột phá không hề có silicone nên khi xả có thể bôi trực tiếp lên da đầu, không cần cách 2-3 cm như những loại dầu xả thường, chỉ cần lấy một chút massage từ 5-10 phút cho tinh dầu thẩm thấu rồi xả lại với nước là ok rồi nha. Với những dưỡng chất đặc biệt cung cấp độ ẩm và dưỡng chất giúp phục hồi cho tóc, giảm tình trạng sơ rối, gãy rụng, chảy ngọn, nhất là với những ai có tóc hư tổn do uốn nhuộm nhiều, tóc tiếp xúc với hóa chất hay môi trường ô nhiễm thì nên thử liền đi. Đây đây mọi người nhìn nè, sau khi xả xong á thì tóc đã bóng mượt hơn rất là nhiều luôn. Chỉ cần dùng trong tầm 1 tuần thôi là tôi đảm bảo với mấy bà tóc sẽ được cải thiện, xuân mượt, đỡ khô và chảy ngọn hẳn luôn cho mà coi. Cặp gội xả này thì sử dụng cho được cả nam và nữ, hoàn toàn organic nên ngay cả trẻ nhỏ, mẹ bầu hay da đầu nhạy cảm có bệnh lý đều sử dụng được. Mọi người cứ tham khảo cho cả gia đình sử dụng đều được luôn nè. Sau khi xả xong thì tóc cũng vô nếp cực kỳ, da đầu thoải mái, gầu cũng biến mất, mấy ngày tôi mới cần gội lại đó, không bị khô và rụng nhiều nữa. Đây đúng là combo gội xả đáng đồng tiền bát gạo luôn đó. Ai đang gặp vấn đề về tóc thì thử liền đi nhé. Đảm bảo sẽ hài lòng cho mà coi.